vui được gặp lại các bạn trong video hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cống mỏ cho bạn cùng xem nha. Ở trước màn hình nhỏ các bạn là những cái anh vỏ lãi đang dè lại để mà cho cái phương tiện mình neo đậu một cách an toàn để mà cho một cuộc hành trình qua cống nha các bạn. Đây anh đang dè lại đây các bạn. Ở đoạn này thì có cái anh vỏ cũng khá là to đây, anh cũng đang dè lại luôn đây. Thì hôm nay thì ở phía trước này thì lục bình rất là nhiều nha các bạn. Cái trắng trắng đó là gác nha các bạn. Những phương tiện đi qua đi lại mà dính phải gác thì rất là cực cho mấy anh em qua cống nè. Hôm nay thì xà lan cũng trung bình chứ không quá là đông nha các bạn. Mà mực nước hôm nay thì cũng khá là cao. Ở xa xa ngoài kia là cảnh quê hương nha các bạn. Cảnh biển với lại có một cái đảo phía ngoài này nè. Hôm nay mùa sương quá thì mình nhìn không có thấy rõ lắm Đây. Đây là toàn cảnh đây. Khu vực bên đây thì có mấy anh tàu kéo ảnh chuyên hỗ trợ những cái anh xà lan mà chở khẩm qua những cái khúc cua cạn, như lại những cái anh em mà qua cống không nổi thì mấy anh tàu kéo sẽ hỗ trợ nha các bạn. Cũng tầm khoảng 10 chiếc đây, rất là nhiều luôn. Thì một lát sau thì cống mở, những cái phương tiện qua cống thì mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn cùng xem nha. Chúc tất cả các bạn có những phút giây thư giãn nhất có thể nha các bạn. Đây thì cái mực nước của mình đang được chạy tới qua này nha các bạn. Thì mấy anh này đang cho cái phương tiện mình đi vô nha các bạn. Đây. Anh đang ủi lục bình vô luôn nè. Đây bên này có cái anh ghe đang chạy đây. Anh này anh chạy như quả sỉ vậy các bạn, dễ dữ lắm luôn. Bắt đầu cuộc hành trình qua cống nha các bạn. Wow. Ở đằng sau mình có rất là nhiều ghe luôn. Ghe bên kia đang lùa lục bình lên nha. Wow, nhanh quá, đụng đến đằng trước nè. Ui. Đây xe hàng tàu Mỹ ra đây. Lục bình bên kia mấy anh em bên kia là khó khăn nữa các bạn. Các bạn wow. Cái anh xà lan này đang lúc sau lưng cái ghe đây các bạn. Trước mình thì còn rất là nhiều xà lan đang vô nha các bạn.
bước chân của anh tàu kéo hỗ trợ anh không muốn qua sống nha. Tàu kéo thì đang kéo chiếc xuống lên trên kia để mà anh vô cái len thẳng nha các bạn. Đây xà lan chỉ muốn đụng rồi nè. Đây là đụng rồi đây các bạn. Quá dữ rồi. Wow, cây bô của anh này. Thank you.
trong luôn. Đây, ở đây mình có cái xà lan vô. Cabin trước nha, chạy rất là đẹp, cái này rất là đẹp luôn.